Xin chào cô chú và anh chị đã quay lại kênh Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Lời nói đầu tiên, em kính chúc quý anh chị có ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân nha. Hôm nay em về ấp Chung, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị và cô chú xem một thửa đất vườn có tổng diện tích là 751 m². Hiện em đang đứng ở đoạn đường nhựa ấp Trung. Con đường này mình có thương hiệu là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Mình quẹo phải là anh chị mình di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng là 500 m. Mình quẹo trái là anh chị mình liên thông vào đường nhựa Kinh Kháng Chiến và di chuyển về đường huyện lộ 33 và ra chợ Dòng Dứa quốc lộ 1A khoảng là 4 km. Thửa đất mà hôm nay Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang giới thiệu anh chị là nằm trên trục đường nhựa rộng khoảng là 5 m và cặp ven sông khoảng là 4 m nha. Thửa đất mình có bề ngang là 17 m và mình sâu vào là 45 m. Đất mình thuộc đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư. Con đường này anh chị mình di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ, 16 chỗ. Anh chị mình di chuyển tới thửa đất này nha. Rồi em sẽ di chuyển qua thửa đất cho anh chị mình xem và nắm bắt thật là cụ thể thửa đất này hơn, để anh chị mình ở xa không mất thời gian của anh chị mình về xem đất nha. Thửa đất mình có bề ngang là 17 m. Mình có chiều dài là 45 m, tổng diện tích của mình là 751 m². Đất mình ở đây là thuộc đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nếu anh chị mình có nhu cầu để lên thổ cư, bên Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị mình lên thổ cư nha. Con đường này hồi nãy em có giới thiệu anh chị, mình di chuyển khoảng là 500 m nữa là anh chị mình đụng quốc lộ 1A. Mình quẹo rẽ phải là anh chị mình di chuyển về ngay chỗ cầu Kinh Sáng của xã Long Định và ngay chỗ chợ Long Định khoảng là 1 km. Mình rẽ trái là anh chị mình di chuyển về ngã tư Đồng Tâm và về thành phố Mỹ Tho lên cao tốc Trung Lương thành phố Hồ Chí Minh. Và con đường này anh chị mình cũng liên thông vào đường huyện lộ 33 và đường nhựa Kinh Kháng Chiến khoảng là 500 m nữa thôi. Ở đây mình có điện nè, nước, wifi có đầy đủ luôn nha anh chị. Và khu dân cư, nhà cửa ở rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị mình xây nhà vườn, trồng cây ăn trái. Ở đây thì nước ngọt quanh năm, anh chị mình yên tâm nha, không bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Trước đất mình cũng có con kinh công cộng khoảng là 4 m. Kinh này anh chị mình liên thông ra kinh của Nguyễn Tấn Thành khoảng là 1 km nha. Trước đất mình cũng có một cây dừa nha anh chị, đang trong quá trình trái cực kỳ là sai luôn. Anh chị mình có thể về, anh chị mình trồng cây ăn trái thêm. Ở đây thì nước ngọt quanh năm, anh chị mình yên tâm ha. Ở đây đất mình quay về hướng Tây nha anh chị. Ở ngay cái tay em chỉ anh chị, mình ngay chỗ đó là ranh giới nha. Để em di chuyển vào bên trong thửa đất cho anh chị mình xem và nắm bắt thật là cụ thể thửa đất này hơn. Trên đất mình thì gia chủ mình đang trồng nhãn nè, dừa, bưởi rất là nhiều luôn nha anh chị. Gia chủ ở xa nên không có chăm sóc được. Nếu anh chị mình có thể mua về xây nhà vườn, anh chị mình có thể chăm sóc cái vườn này lại nha anh chị. Em thấy cái vườn này cũng rất là đẹp. Em cũng xin cập nhật thông tin giá bán luôn, với giá bán là 1 tỷ 750 triệu nha anh chị. Giá này anh chị mình còn thương lượng nha. Ở đây thì gia chủ mình đang trồng nhãn nè, dừa, tắc cũng rất là nhiều. Anh chị mình có thể về anh chị mình xen trồng những cây ăn trái khác nha anh chị. Nhãn mình đang trong quá trình là cho trái luôn, anh chị mình về anh chị mình chăm sóc lại nha. Nếu anh chị mình có nhà ý, anh chị cứ liên hệ bên Nhà Đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn cho anh chị và cô chú trực tiếp xem thửa đất này và anh chị mình gặp chính chủ luôn. Ở phía trước này anh chị mình có thể cất một cái ngôi nhà nha anh chị. Và phía sau anh chị mình trồng cây ăn trái và có thể chăn nuôi thêm. Ở đây thì anh chị mình rất là thuận tiện đường xe và cũng rất là gần chợ quốc lộ 1A. Và đầy đủ tiện ích hết luôn nha.
đó, để em di chuyển vào bên trong thửa đất cho anh chị mình xem. Trên đất mình gia chủ có trồng một cây vú sữa nó nha anh chị. Thửa đất mình cực kỳ là đẹp luôn. Ngang của mình là 17 mét nha, và chiều dài của mình là 45 mét, và phần đuôi của thửa đất cũng là 17 mét luôn. Đất mình hai cạnh thì bằng nhau luôn nha anh chị. Thửa đất này em thấy cực kỳ là đẹp luôn, vuông vức mà sạch sẽ, không có màu mã gì hết. Anh chị mình có thể về anh chị mình xây nhà vườn, em nghĩ rất là tuyệt vời. Đất mình cách thành phố Mỹ Tho khoảng là 6 km thôi, cũng rất là gần. Nếu anh chị mình ở thành phố Hồ Chí Minh, anh chị mình di chuyển về đây khoảng là 70 km, cũng rất là gần anh chị. Anh chị mình về tới ngã tư Đồng Tâm, anh chị mình quẹo phải về hướng cầu Gụ và tới gần tới trạm dừng chân của xã Long Định. Anh chị mình quẹo phải vào đây khoảng là 500 m là anh chị mình tới thửa đất này nha. Cây mình cũng rất là tươi tốt nha anh chị. Gia chủ ở xa nên cũng không chăm sóc được, nên hôm nay chủ có ký gửi bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang bán cái thửa đất này đi. Chủ cũng rất là tiếc nuối mà gia chủ mình có công việc bận rộn nên không chăm sóc được thửa đất này nha anh chị. Thửa đất này anh chị mình xây nhà vườn rất là tuyệt vời rồi. Mình cũng cập ven sông, kênh mình cũng liên thông về các kênh khác. Ở đây thì nước ngọt quanh năm, anh chị mình yên tâm ha, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn nha anh chị. Với giá bán là 1.750.000 nha, giá này mình còn thương lượng nha anh chị. Em xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Đất mình nằm thuộc ấp Trung, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Diện tích của mình là 751 m², ngang của mình là 17 m và mình sâu vào là 45 m. Đất mình ở đây là thuộc đất trồng cây lâu năm, chưa có thổ cư. Nếu anh chị mình có nhu cầu để lên thổ cư, bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị mình lên thổ cư nha. Đất mình cách quốc lộ 1A khoảng là 500 m, và ở đây có đầy đủ tiện ích hết luôn. Ở đây mình có điện, nước, wifi có đầy đủ, và khu dân cư nhà cửa ở rất là đông đúc, rất là thích hợp cho anh chị mình xây nhà vườn. Với giá bán là 1.750.000.000, giá này anh chị mình còn thương lượng nha. Đất mình cực kỳ là đẹp luôn nha anh chị, vuông vức sạch sẽ, không có màu mã luôn. Và trên đất mình hiện gia chủ đang trồng nhãn nè, dừa, bưởi, vú sữa, rất là nhiều loại cây ăn trái. Anh chị mình có thể về anh chị mình xen trồng cây ăn trái thêm nha. Anh chị nhớ like và nhấn nút đăng ký bên dưới và bấm chuông để thông báo những video mới nhất em vừa đăng tải lên. Cảm ơn anh chị đã xem video.